Con này sáng nay thấy cộc tác chắc là đẻ rồi nha. Giờ vào để xem có sản phẩm gì nhá. Để xong. Ghép lại khá lâu, phải tầm chục ngày rồi nha. Hôm nay khả năng đẻ rồi. Ôi đúng rồi, đây rồi, thấy một quả trứng rồi anh em này. À, vừa đẻ xong anh em nhá. Mà nhốt vào đây gà nó thiếu chất hay sao? Đẻ trứng cái lấm tấm này anh em. Ừ, khả năng gà thiếu chất rồi. Tí mình phải bắt nó ra ngoài đi cho nó ăn cỏ. Mà hai nữa là nắng sáng này, bắt ra ngoài cho nó tắm sáng này, tắm nắng. Khỏe ăn gà. Này đôi này ghép này. Sao đi đẻ má đỏ hơi. Nhìn rất là đẹp đuôi luôn anh em. Đấy, đợi một lát để mình bắt cái con gà trống ra trước nhé nha. Ra ngoài để xem. Bọn này nhốt này mà úp ra ngoài nó thích ăn cái cỏ này lắm này. Này bây giờ mình ra bên ngoài để kiếm cái bu úp gà trống ra trước anh em. Này, còn cái đàn ở ngoài này. Con to này như mẹ chưa ghép là chưa đi đẻ đâu anh em này. Đàn này là 2 tháng tuổi đấy. Đấy, lẫn cả cái con nó vừa đẻ đấy. Đàn con vừa đẻ là có 3 con ghép vào lẫn cái đàn này. Đấy, còn cái đàn cái cho xa con mái kia là đàn ấy được 8 con, 5 gà trống. Còn lại 3 gà mái con. 5 gà trống thì mình chuyển nhượng được 2 con, tặng 3 con. Giờ còn 3 gà mái. Còn cái đàn nhỏ nhỏ này được 15 con, cả hai đàn. Con vừa đẻ ban nãy là được 3 con, còn đàn chính con này được 12 con. Nhưng mình tặng mất 5 con. Đàn này vị trí còn có 10 con này. Rất là khỏe gà. Chủ yếu là gà trống thôi. Con gà mái cũng ít lắm nha. Tặng 5 gà trống rồi. Đây còn rất nhiều gà trống luôn. Tặng đây là mình có ít chủ yếu tặng các em học sinh anh em ạ. Các em học sinh nuôi theo kiểu thú cưng ấy. Các em nói chung là đam mê thì mình tặng. Đàn này con trống ra ngoài thoải mái lắm này. Bọn này ra là có ánh nắng là tắm nắng là thích. Con này kiểu dạo này mình cho ăn nhiều có lên cân này. Trước mới nhập em nó về là 32. Hôm nọ kiểm tra lại đã lên 33 anh em nhé. Trông này rất béo luôn, cho ăn hơi nhiều. Chung là gà đúc mái thì chả quan trọng, càng khỏe gà ấy. Khỏe gà sau ấy lở nhiều gà trống gà con. Nhà mình lở toàn bộ là chủ yếu là nhiều gà trống nhiều. Ít gà mái. Mỗi đàn nó chỉ được một vài con gà mái. Còn toàn bộ gà trống ấy, cơ bản là gà trống khỏe. Ăn uống nó đầy đủ chất. Nay đẻ một quả coi như là thành công rồi anh em. Anh em xem thì theo dõi nhá. Sau này nếu thành công nở gà con đẹp, có những anh em nào đam mê mà chẳng hạn cái điều kiện nó gần gần mình gửi được ấy, có thể mình lại tặng cho anh em cùng chơi.